Xuất khẩu nông sản trong 8 tháng của năm dù còn nhiều thách thức nhưng vẫn cho thấy các điểm sáng từ một số ngành hàng như rau quả, gạo, cà phê. Những tháng cuối năm, thời điểm thị trường có nhu cầu cao, các doanh nghiệp đang tăng tốc xuất khẩu đưa nông sản Việt ra thế giới. Xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 cả nước ước đạt 846 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 15% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm đã chậm lại, nhu cầu thị trường cuối năm đang tăng cao. Xu hướng khả quan của xuất khẩu thủy sản thấy đã rõ ràng. Thị trường nó sẽ có cái khởi sắc, có những cái biến diễn biến tích cực hơn từ đây đến cuối năm. Thì tôi cũng vừa kết nối cái đội Godaco Seafood bên hội chợ Thượng Hải thì các bạn báo về là thị trường bên kia cũng rất là nhộn nhịp. Xu hướng thị trường tăng tốc rõ nhất là với mặt hàng gạo. Trong 8 tháng, toàn ngành đạt 3,17 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng trên 36% so với cùng kỳ. Thị trường khởi sắc, nhưng để bền vững giá trị thì phải xây dựng được thương hiệu. Chúng ta làm thương hiệu gạo thương hiệu để đi châu Âu, đi Mỹ, thì đó là những tiêu chuẩn các quốc gia nó đã có sẵn rồi. Thì nó tới hàng ngàn cái tiêu chí phải kiểm soát. Thì nếu muốn đi được thị trường này, chúng ta phải có vùng nguyên liệu, chúng ta phải kiểm soát đạt. Quý tư cuối năm luôn là cơ hội rất lớn mở ra cho ngành hàng nông sản, bởi đây là vụ xuất nhập khẩu sôi động, nhu cầu thị trường cao phục vụ mùa lễ hội tiêu dùng. Cơ hội từ nhiều thị trường tiềm năng cũng góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản tăng tốc. Sắp tới thì Việt Nam và Hoa Kỳ cũng sẽ xem xét để công nhận lẫn nhau cũng như là cho phép là tiếp cận thị trường đối với cả một số các mặt hàng nông sản, các mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái tín hiệu hết sức là tích cực. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng tiếp cận thị trường bởi khó khăn kéo dài làm cạn kiệt tài chính để tái đầu tư. Chính phủ đang thúc đẩy hỗ trợ bằng gói tín dụng 15.000 tỷ đồng và các doanh nghiệp mong chờ được giải ngân kịp thời để tiếp sức mùa xuất khẩu đón tăng trưởng cuối năm.